trò trường Trung học phổ thông Bùi Thị Xuân, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh đã cùng nhìn lại hành trình hơn 135 ngày học để đánh giá những mặt đạt được và những mặt cần khắc phục ở học kỳ 2. Học kỳ vừa qua, nhà trường có 2.045 học sinh giỏi, chiếm tỷ lệ 96,5%. Kết quả phản ánh sự nỗ lực của thầy trò trong việc thực hiện chương trình giáo dục phổ thông năm 2018, chú trọng rèn luyện kỹ năng, hình thành phẩm chất cho học sinh. Bên cạnh đó, nhà trường triển khai bộ tiêu chí trường học hạnh phúc, để mỗi ngày các em đến trường đều phấn khởi và lạc quan yêu đời, đặc biệt rèn luyện kỹ năng công nghệ và năng lực ngoại ngữ để hướng đến giá trị công dân toàn cầu.